Xin chào quý anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Yaris Cross thời điểm tháng 12 năm 2023 này, và chỉ có khoảng hơn 10 ngày nữa thôi kể từ ngày em quay video này sẽ được áp dụng cái giảm 100% thuế trước bạ cho chiếc xe Yaris Cross, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, tuy nhiên lại được hỗ trợ 100% thuế trước bạ từ nhà máy. Và cụ thể chi tiết thông tin xe này như sau. Thì Yaris Cross bên em thì có hai phiên bản, một là phiên bản xăng thuần xăng là phiên bản này, và hai phiên bản xăng lái điện. Thì giá lần lượt các phiên bản như sau. Thì giá phiên bản xăng thuần xăng sẽ có giá niêm yết là 730 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 80 triệu tiền mặt, và tính ra chi phí đăng ký đăng kiểm xong xuôi chiếc xe này nó chỉ còn là 728 triệu thôi, rẻ hơn cả giá niêm yết là 2 triệu đồng.